phụ công như anh. Liệu ngay sau pha bóng này có phải là một tình huống phối hợp giữa họ hay không? Bóng được đưa cho Chen Peian. Đã có điểm dành cho các cô gái Long An ở tình huống tấn công vừa rồi, và khiếu nại được đưa ra từ phía ban huấn luyện của Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Họ bị bắt lỗi lưới. Các đại biểu của tỉnh Phú Thọ cũng như các đại biểu của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cũng đang có mặt tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ để theo dõi cặp đấu này. Một cặp đấu rất hay giữa VTV Bình Điền Long An và Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Có vẻ như không có lỗi lưới. Chúng ta chưa thấy lưới rung lên. Động tác chặt bóng của Lý Thị Luyến và Nguyễn Thị Thủy có lẽ là hợp lệ. Nhưng một lần nữa thì Nguyễn Thị Thủy lại để tóc chạm lưới. Một lần nữa thì Nguyễn Thị Thủy lại bị bắt lỗi vì tóc chạm lưới. Khiếu nại không thành công của Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Khi trọng tài xác định rằng tất cả các bộ phận trên cơ thể khi chạm lưới đều bắt lỗi. Nhưng cũng có những giải đấu chúng ta thấy rằng khi các vận động viên để tóc chạm lưới họ sẽ không bị bắt lỗi. Đây là thời điểm mà Long An vẫn đang có khoảng cách tạm an toàn trước đối thủ khi dẫn trước 6 điểm. Bích Thủy. Thêm một điểm nữa được ghi cho Hóa chất Đức Giang Lào Cai, 11-16. Trà My trở lại sân để Long An có thể tổ chức được một tình huống phản công ghi điểm. Pha xử lý vừa rồi là của Đào Thị Nhung. Trà My. Sasi Papon. Cú đánh rúc lưới của chủ công người Thái Lan. 17-11. Một mùa giải chưa thực sự thành công của Sasi Papon trong màu áo của Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Điều này sẽ tiếp tục mang tới nhiều lo lắng cho ông bầu Đào Hữu Huyền cũng như ban huấn luyện của đội bóng này. Họ không ngại đầu tư và chiêu mộ rất nhiều hảo thủ. Năm ngoái thì mang về Polina Rahimova, ngoại binh đã giúp cho Glesico Thái Bình lên ngôi vô địch sau 15 năm chờ đợi. Nhiều Hóa chất Đức Giang Lào Cai cũng không đổi màu được huy chương của mình. Năm nay thì Sasi Papon vẫn chưa thực sự tìm được tiếng nói chung với chuyên hai Nguyễn Thị Thủy. Và đặc biệt là Hóa chất Đức Giang Lào Cai vẫn gặp nhiều vấn đề với chuyền 1. Bây giờ thì huấn luyện viên Phạm Văn Long đã quyết định thay cặp vận động viên với sự trở lại của chuyền 2 Tichaya. Bích Thủy phát bóng không qua lưới. Thời điểm này mất điểm vì phát bóng thực sự là sẽ rất mất tinh thần. Đây là những thành viên dự bị của Hóa chất Đức Giang Lào Cai với những cái tên như Bùi Thị Nhung, phụ công Nông Thúy Anh, những người chưa được sử dụng trong trận đấu này. Chen Peian. Thêm một điểm nữa được ghi cho Long An, 19-12. Dù có thể không tập trung toàn lực
cho Cúp Hùng Vương 2024 để nhắm điểm rơi phong độ ở Cúp Bình Điền sắp tới. Nhưng nếu có được một thành tích tốt ở giải đấu lần này thì đó cũng sẽ là cú hích rất tốt cho đoàn quân của huấn luyện viên Thái Quang Lai. Trước giải đấu họ có lợi thế sân nhà. Hồng Ngát tấn công chéo sân và bóng đi ra ngoài. 20-12 cho Long An. Ban huấn luyện của Hóa chất Đức Giang Lào Cai sử dụng quyền challenge. Họ nghĩ rằng đó là một tình huống bóng trong sân. Ở hai set đầu, thế trận của chúng ta diễn ra căng thẳng, hấp dẫn, kịch tính hơn. Set 3 và set 4 là những set đấu mà VTV Bình Điền Long An đã tạo ra cách biệt tương đối lớn trước các cô gái Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi những hình ảnh từ công nghệ Video Challenge. Bóng rơi dính vạch hay không đây? Vẫn dính vạch. Vẫn dính vạch, đó là một tình huống đánh bóng trong sân của Hồng Ngát. Khiếu nại thành công của Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Khoảng cách giữa hai đội đang là 6 điểm. Chen Peiyan tiếp tục là ngoại binh người Trung Quốc. Pha tấn công thiếu lực của Chen Peiyan. Đây là Hồng Ngát. Hồng Ngát đánh bóng ghi điểm khi bóng lọt chặt. 14-19 cho Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Pha tấn công ở vị trí số 4 của Chen Peiyan giúp cho VTV Bình Điền Long An lần này đã có được điểm thứ 20. Khoảng cách trở lại là 6 điểm. Thêm một điểm nữa cho các cô gái Hóa chất Đức Giang Lào Cai. 15-20, vẫn còn những hy vọng cho đoàn quân của huấn luyện viên Phạm Văn Long. Những tình huống ghi điểm liên tiếp của Hồng Ngát với miếng chiến thuật bay sau chồng trước. Chen Peiyan lại thêm một tình huống tấn công thành công nữa của ngoại binh người Trung Quốc. 21-15. Thật bất ngờ khi lúc này trên sân chúng tôi đang nhận được những tín hiệu trở lại từ phía Phan Khánh Vy. Một nỗ lực tuyệt vời của chủ công mang áo số 19. Nhưng khi đã bị bó cơ thì những tình huống bật nhảy sẽ rất dễ gặp lại vết đau tương tự. Chen Peiyan. Pha tấn công ghi điểm từ sau vạch 3m của mũi công người Trung Quốc. 22-15. Lượt hội ý còn lại của Hóa chất Đức Giang Lào Cai đã được sử dụng. Thật sự khó khăn cho đoàn quân của huấn luyện viên Phạm Văn Long. Đội bóng của ông đang bị đối thủ dẫn trước 2-1 sau 3 set và đang dẫn 22, bị dẫn 22-15 ở set đầu thứ tư này. Chúng ta bắt đầu quay để chống đối phương thì đã không có chuẩn bị, không có phòng ngự nhiều. Đây là một cái
Tú Linh. Cơ hội ghi điểm cho Long An. Trà My, tình huống chặt bóng thành công của các cô gái Hóa Chất Đức Giang Lào Cai. Tiếp tục là Tú Linh. Khánh đang phòng thủ được. Hồng Ngát, điểm dành cho Hóa Chất Đức Giang Lào Cai. Hồng Ngát đang ghi được nhiều điểm cho đội bóng này trong ít phút gần đây để tiếp tục níu giữ hy vọng cho đoàn quân huấn viên Phạm Văn Long. Sự tiếc nuối của huấn viên Thái Quang Lai sau khi bóng đã chạm tay hai học trò của ông. Pha tấn công tốt của Trà My ở vị trí số 2. 23-16. Chiến thắng cùng tấm vé góp mặt ở trận chung kết Cúp Hùng Vương 2024 đang chỉ cách Long An có 2 điểm nữa thôi. Và tấn công tốt của Bích Thủy. Bích Thủy vừa có một cú đánh cắm sàn sau tình huống phối hợp với Tichaya, một pha tấn công ở vị trí số 3. Chen Payan, điểm block dành cho các cô gái Hóa Chất Đức Giang Lào Cai. Cách biệt đang dần được thu hẹp khi mà VTV Bình Điền Long An chưa chạm tới Messboy. Và giờ thì huấn luyện viên Thái Quang Lai đã phải gọi hội ý rồi. Đây là dàn vận động viên của biên phòng. Có lẽ đây là những cầu thủ dự bị của biên phòng trong trận gặp Thể Công sắp tới. Trà My lại thêm một pha tấn công với cái cổ tay rất tốt của Trà My. 24-18, 6 match point dành cho các cô gái VTV Bình Điền Long An. Kỹ năng đánh bóng lách chắn tuyệt vời của Trà My. Và cô có cơ hội để kết thúc trận đấu này với một cú phát bóng. Nhưng Trà My đánh bóng ra ngoài rất xa. Ngày hôm nay vấn đề lớn nhất của Trà My chính là những tình huống phát bóng. Người phát bóng cho Hóa Chất Đức Giang Lào Cai là Tú Linh. Họ cần cứu 5 match point nữa. Khánh Vy. Chen Payan rất nỗ lực và Long An đã cứu được đường bóng này. Cơ hội cho Long An, Như Anh. Khánh Vy vẫn chưa có điểm. Hồng Ngát. Tiếp tục là cơ hội cho Chen Payan. Lê Thị Yến phòng thủ hay. Tú Linh vẫn chưa có điểm cho đội bóng nào hết. Đây là một đường bóng bền. Chen Payan, và trận đấu kết thúc với tình huống tấn công vừa rồi của ngoại binh người Trung Quốc. 25-19 là tỷ số của trận đấu thứ tư. Và Hóa Chất Đức Giang Lào Cai chính thức trở thành cựu vương ở sân chơi Cúp Hùng Vương.